Thưa quý khán giả, thời gian gần đây, Liên đoàn Lao động các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tích cực hỗ trợ người dân địa phương thành lập các nghiệp đoàn nghề nghiệp. Liên đoàn Lao động nhiều quận, huyện đã thành lập được các nghiệp đoàn như là nghiệp đoàn rác dân lập, nghiệp đoàn xe ôm, nghiệp đoàn giáo viên mầm non. Và qua đó thì người lao động tự do nhận được sự quan tâm, chăm lo và hỗ trợ thiết thực của các cấp công đoàn nhằm tạo điều kiện tốt nhất để họ mưu sinh, ổn định cuộc sống. Chú trọng thành lập nghiệp đoàn chăm lo tốt hơn cho người lao động là một trong những hoạt động được chú trọng tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng sự ngay sau đây trong chuyên mục Chuyện chưa kể sẽ giúp cho quý vị có một cái nhìn rõ hơn về sự hình thành cũng như là hoạt động của các nghiệp đoàn và quyền lợi ích của người lao động khi tham gia vào tổ chức nghề nghiệp này. Tự tay khuân vác, rồi lọc cọc kéo chiếc xe đẩy vận chuyển hàng từ bãi đổ đến tận tay các tiểu thương. Dù công việc cực nhọc thế, nhưng bà Trịnh Ngọc Trân vẫn cảm thấy vui vẻ khi được mỗi ngày làm công việc quen thuộc này. Bởi từ năm 2008, khi tham gia nghiệp đoàn bốc xếp chợ Bình Tây, công việc mỗi ngày của bà cũng trở nên dễ thở hơn. Năm 86 bước ra đợi làm bốc xếp đến ngày hôm nay, tại giờ dành có khó khăn á. Ở lại về nhờ cho chợ hỗ trợ với nghiệp đoàn bốc xếp, nghiệp đoàn với điên đoàn đó hỗ trợ cho con em học bổng với chăm đo bệnh miễn phí, khám bệnh miễn phí với chăm đo Tết, quà Tết cho nghiệp đoàn, anh em nghiệp đoàn. Thì lúc trước thì không có ổn định, cái ngày hôm nay thì hàng quá sắp xếp, cái hồi đó lộn xộn lắm. Năm 2008, Liên đoàn Lao động quận 6 quyết định thành lập nghiệp đoàn bốc xếp tự quản chợ Bình Tây. Đến nay đã có 68 thành viên. Các thành viên được chia làm 5 tổ do lực lượng bảo vệ chợ Bình Tây giữ vị trí tổ trưởng. Hàng ngày các tổ chia nhau nhận nhiệm vụ vận chuyển, quản lý hàng hóa cho các hộ kinh doanh như thế này. Đồng thời phối hợp với công an phường 2, quận 6 đảm bảo an ninh trật tự, theo dõi tội phạm hoạt động vào khu vực chợ. Kể từ khi thành lập nghiệp đoàn tự quản, hoạt động bốc xếp của các công nhân tại chợ Bình Tây, quận 6 đi vào quy củ, công việc ổn định. Đời sống cũng được nghiệp đoàn và các cấp công đoàn quan tâm nhiều hơn trước. Thì nói chung thì cũng từ lúc mà do nghiệp đoàn tới giờ thì bên Liên đoàn Lao động quận 6 với bên quản lý chợ Bình Tây thì có hỗ trợ chăm lo đời sống cho anh em trong cái mùa dịch Covid và có khám sức khỏe cho anh em trong đoàn tháng kỳ. Và có quà hay gạo cho để cuộc sống cho anh em đỡ cực khổ hơn. Nghiệp đoàn bốc xếp tại chợ Bình Tây chỉ là một trong năm nghiệp đoàn gồm xe ôm giúp việc nhà, giữ trẻ và xe ôm công nghệ với gần 500 đoàn viên được thành lập tại quận 6. Ngoài việc đảm bảo hoạt động hiệu quả của các nghiệp đoàn, hàng năm Liên đoàn Lao động quận 6 cũng đã tổ chức các chương trình phúc lợi đoàn viên, ngày hội nghiệp đoàn, thăm hỏi, tặng quà cho các đoàn viên khó khăn. Thông qua đó, đời sống, việc làm của các thành viên trong nghiệp đoàn cũng dần được ổn định. Nằm tại góc nhỏ trên đường Trần Khắc Chân, quận Phú Nhuận, khang trang không khác gì những văn phòng làm việc bình thường. Chẳng ai ngờ rằng đây là trụ sở làm việc của Ban chấp hành nghiệp đoàn rác dân lập quận. Được thành lập từ năm 2019, đây được xem là một trong những địa phương thành lập nghiệp đoàn rác dân lập đầu tiên, thể hiện sự quan tâm và chăm lo của tổ chức công đoàn đối với những người làm nghề thu gom rác. Hiện nay, nghiệp đoàn có 98 thành viên, hầu hết là người dân sinh sống tại địa phương và một số ở quận Bình Thạnh, nơi có nhiều người làm nghề thu gom rác thải dân lập. Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, động viên các thành viên nghiệp đoàn, Liên đoàn Lao động quận cũng trang bị thêm đồng phục, găng tay, khẩu trang và nước sát khuẩn cho các thành viên khi làm việc. Nói chung hồi trước kia thì cuộc sống cũng vất vả lắm, mà từ ngày mà sau khi mà tham gia nghiệp đoàn thì thấy cuộc sống được chăm lo, trong lòng thấy phấn khởi hơn, cho giống như là quần áo rồi săn sóc sức khỏe. Trước khi tham gia nghiệp đoàn thì nói chung cuộc sống lao động cũng vất vả, tự làm tự lo, không có tổ chức, cho đến khi mà mình được tuyên truyền quan tâm nghiệp đoàn thì nghiệp đoàn như cũng như nhà nước đó, hỗ trợ cho mình về nhiều mặt như là bệnh đau, lễ Tết, con cái mình nghỉ hè, rồi những khi mà năm mà mình không có tiền về quê đó, thì nghiệp đoàn có tổ chức cái Tết sum vầy cho mấy anh chị em lao động. Nói chung là sau khi thì được sự quan tâm vậy thì mình thấy công việc của mình nó ý nghĩa hơn, nghề nghiệp của mình nó vững chắc hơn. Với mấy cái, nói chung đồng nghiệp của mình cũng có tình đoàn kết, nên cuộc sống nó phấn khởi hơn.
ở bên liên đoàn là cho như khẩu trang, găng tay, quần áo. Mình về trạm thì trạm ta cũng đề mấy cái chai, người ta để sẵn mấy cái chai khử khuẩn á, mỗi lần xe rác mình ngừng lại thì mình rửa tay đồ sát khuẩn. Những ngày đầu đi vận động người lao động làm việc ở khu vực phi kết cấu tham gia công đoàn khá vất vả. Hầu hết người lao động ở khu vực này đều chưa biết công đoàn là gì, tại sao phải tham gia công đoàn và tham gia công đoàn sẽ được hưởng lợi ích gì và nghĩa vụ ra sao. Thêm vào đó, người lao động khu vực này có thu nhập chưa cao nên cũng khá lo lắng khi tham gia nghiệp đoàn sẽ phải đóng một khoản tiền cho tổ chức. Khi mình xác định thành lập nghiệp đoàn, khó khăn ban đầu là từ cái việc mời gọi họ tham gia nghiệp đoàn. Đối với hai nghiệp đoàn đặc thù về nghiệp đoàn đất dân lập, trước giờ họ đa số làm hành nghề là cha truyền con nối, gia đình là chủ yếu, nên cái việc mình mời gọi họ vô nghiệp đoàn thì nó có cái khó khăn. Họ vô họ đặt cái vấn đề là họ được cái gì khi tham gia nghiệp đoàn, họ có được quyền lợi gì khi tham gia nghiệp đoàn. Thì qua công tác nắm bắt tình hình kết hợp cùng với địa phương phường nơi cái đường dây rác có thực hiện, chúng tôi cũng đã nắm lại cái tình hình của tư tưởng của người lao động, đồng thời là tiến hành gặp mặt đối với lại người lao động. Rồi qua cái việc tuyên truyền thì trong 100 anh chị em ngày hôm đó được tuyên truyền thì có được hơn 50 anh chị em là đồng ý tham gia nghiệp đoàn. Và tính đến hiện nay là nghiệp đoàn Lát Dân Lập là có gần hơn được hơn 80 đoàn viên công đoàn. Tức là qua quá trình hoạt động của nghiệp đoàn thấy rõ cái lợi ích đối với người lao động của tổ chức công đoàn, cái chăm lo của tổ chức công đoàn đối với lại người lao động, thì cái số lượng mà người lao động kết nạp thêm năm nay là phải gần 30 người nữa. Cơ bản là những các anh chị này người ta chưa hiểu về tổ chức công đoàn thì mình phải tổ chức rất là nhiều cái cuộc gặp gỡ để mình trao đổi cũng như là mình tuyên truyền và mình giải thích cho các anh chị này phải hiểu thì các anh chị này mới tham gia được với tổ chức công đoàn. Từ kinh nghiệm thực tiễn, rõ ràng các cấp công đoàn cần cho người lao động biết rõ được quyền lợi như thế nào mới dễ thu hút được người tham gia tổ chức nghiệp đoàn. Tính đến tháng 12 năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 134 nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động quận huyện với 5.884 đoàn viên. Để thể hiện sự quan tâm đến người lao động tại các nghiệp đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 cho 1.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện. Mỗi trường hợp sẽ được nhận 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng từ kinh phí Liên đoàn Lao động thành phố và công đoàn cấp trên. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố cũng hỗ trợ mỗi nghiệp đoàn một phần quà trị giá 2 triệu đồng. Đây được xem là sự khích lệ, cũng là hành động thực tiễn để người lao động thấy rõ quyền lợi khi tham gia nghiệp đoàn. Thưa quý vị, không chỉ được chăm lo tối thiểu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, khám bệnh định kỳ cùng với nhiều quyền lợi khác, người lao động làm nghề tự do khi tham gia các nghiệp đoàn còn có được một mái nhà chung để cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ những khó khăn trong công việc, tham gia nhiều hoạt động chung ý nghĩa. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau, được phát sóng vào lúc 7:40 sáng thứ ba trên kênh HTV9.